Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây kim ba xưa nữa đây. Sẵn đăng cho anh kia xem luôn rồi, quay luôn cho quý vị một cây kim ba xưa nữa, cũng giá 300k luôn, 973. Rồi đầu tiên là chai trà xanh đây. Đó, nó cao lên khoảng 2,5 tấc, 2,6 tấc vậy nha. Rồi bây giờ xem kỹ cái gốc đó nha, cái gốc nó bự lắm nha quý vị. Nè, thấy không, thấy cái nu nó không. Ở trên quay xuống nha. Đó, tay tôi đây. Rồi, giờ quay qua ngoài sau luôn nha. Chân cành rồi nó có hết trơn rồi nha quý vị. Nó, rồi để tôi quay ngoài sau cho quý vị xem nha. Cái gốc nó đây nè nha. Rồi quay đây. Mặt sau nó nha quý vị. Sau đây. Có cành 1, cành 2 và đầy đủ hết trơn luôn nha. Cái này thông cao nha. Rồi, một cái kim ba xưa có giá là 300k, không phí vận chuyển nha. Rồi đây tỷ lệ đây. Rồi, rồi kết thúc nha quý vị.